Chào các bạn, giữa đêm khuya trong khi mọi người đang ngủ thì vẫn có những chị lao công vẫn đang miệt mài quét dọn đường phố. Và ngày hôm nay gần đến ngày 20 tháng 10 rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc sống cũng như là công việc của các chị ấy để cùng tri ân đến các chị ấy đến ngày Phụ nữ Việt Nam nhé các bạn. Các bạn hãy đi theo mình. Em chào chị ạ. Công việc của chị ở đây thì thường chị thường bắt đầu từ lúc mấy giờ ạ chị? Nói chung là 12 giờ kém mà bắt đầu đi làm. Chị có cảm thấy nó có vất vả gì không ạ? Nói chung mới đầu là vất vả, giờ bình thường. Lâu lâu thì cũng thấy hơi buồn, nhưng mà hơi hơi tủi thân, nhưng mà tiếc rồi cũng quen. Cùng là sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi thì ngày Phụ nữ Việt Nam với chị thì chị mong muốn điều gì? Thì mong muốn đều thì có sức khỏe, với lại chồng con biết công việc cho mình thôi, hiểu công việc cho mình. Có một bông hoa gửi chị là cùng chúc cho chị cùng với những anh chị em làm công việc này sức khỏe và được mọi người cũng như là gia đình luôn hiểu thông cảm và tạo điều kiện để các chị có thể là hoàn thành tốt nhất cái công việc của mình. Cảm ơn. Di chuyển một đoạn thì mình gặp một chị cũng đang cặm cụi quét dọn những đám lá cây và rác. Đôi tay chị thoăn thoắt gom lá cây ướt rơi xuống hôm qua, nhanh nhẹn quét dọn sạch mặt đường. Đối với công việc của chị thì khi mà chị làm này thì chị có cái niềm vui hay cái nỗi buồn gì không ạ chị? Chị Nói có cảm chung là bọn chị thì công việc thì cuộc sống thì anh phải vui để mà làm, để mà kiếm tiền mà nuôi con chứ. Mình cuộc sống mình học được thì chứ phải lo làm để mà nuôi con cho nó ăn học trưởng thành thôi. Giờ của chị là thường bắt đầu từ khi nào chị nhỉ? Chị tuy có mưa, trời mưa là 11 giờ mà trời nắng là chị phải 12 giờ kém. 2 giờ đêm hết đêm đấy hả? Rồi kết thúc lúc mấy giờ chị? Thì giờ cứ làm xong đến hết đoạn đường của mình là mình nghỉ thôi. Ngày bình thường thì không sao, chứ còn đối với những ngày mưa gió như trời lạnh như thế này chị? Trời mưa trời gió thì mình phải chịu khổ thôi chứ dư biết sao được. Ngày bình thường mắng mưa thì mình khỏe, mình đỡ được một tí, mà ngày mà mưa gió thì mình cũng phải cố gắng để mà làm để cho hoàn thành công việc thôi. Chị có mong muốn gì đối với cái công việc của mình không ạ? Nói chung là chị chẳng có đòi hỏi cái gì nữa, là vì công việc của mình thì mình cứ làm thế đến tháng là mình nhận lương. Đúng, mà em cũng xin thay mặt cho người dân của thành phố cảm ơn các chị đã cũng đã nói chung là cũng là một cái sự hy sinh cái thời gian công sức của mình để mà giữ cho thành phố luôn sạch đẹp hơn. Dạ, dạ vâng. Em chúc chị Chị ngày 20 cảm tháng ơn 10. nhé. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, là một chợ trung tâm cho nên là cái lượng rác thải hàng ngày thải ra rất là lớn, bởi vì vậy là các chị lao công hoặc là những người dọn dẹp vệ sinh ở đây cũng phải rất là vất vả để mà có thể giữ sạch đẹp được cái khu vực này. Và bây giờ Nguyễn Khang thấy có một chị đang dọn dẹp ở đây thì mình sẽ tiếp tục cùng trò chuyện tâm sự với hỏi về cái công việc của chị nha. Chị đảm nhận cái tuyến đường ở ngay trung tâm thành phố này thì chị thấy cái lượng rác thải ở đây như thế nào chị? Dạ cũng nhiều lắm, trung Nhiều. tâm này nhiều rác lắm. Sáng khi mà mọi người bắt đầu vào chợ thì lại đường xá là phải sạch sẽ hết rồi. Đúng rồi, chợ đêm này nó bán xong rồi tụi em lại làm tiếp. Nhiều người thì vẫn nghĩ rằng nghề quét rác đơn giản là chỉ cần quét rồi bỏ vào thùng mang đi xử lý. Nhưng để đưa được cây chổi dài và nặng quét hàng cây số trên các con đường, vừa quét lại vừa phải đẩy theo chiếc xe rác nặng thì đâu phải đơn giản. Nghề này nặng nhọc hơn những nghề khác bởi người dọn vệ sinh phải tiếp xúc hàng ngày, tháng này qua năm khác với mùi hôi của rác. Đôi khi chỉ đi ngang qua một đống rác hay là chạy ngang qua một xe rác, chúng ta đều bịt mũi, nín thở bởi không chịu được mùi của nó. Vậy thì thường xuyên tiếp xúc với nó bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Vâng, nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam xin được tri ân những hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ và đặc biệt là những nữ lao công, bởi họ là những bông hoa tươi thắm tô điểm và làm đẹp cho đời.